Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là chiều chủ nhật nha cả nhà ơi. Này mình dắt mấy đứa nhỏ đi ra cụm công nghiệp Hải Sơn ở Long Thượng, Cần Giuộc, Long An, giáp ranh với Hưng Long nha cô chú anh chị. Mình tới đó mình xem người ta thế diều, với lại mình chia sẻ video đến quý cô chú anh bây giờ chị và các bạn cùng xem nha cả nhà ơi. Ở phía trước xa xa, phía trên ngôi nhà màu trắng, cô chú anh chị, người ta đang thấy diều. Có những con diều rất là bự nha cô chú anh chị. Quá kìa, diều bự luôn hả? Tí. Rồi cá voi, với lại diều cái gì? Cậu bé Út Chì phải không? Cậu bé Út Chì phải không? Hiện tại bây giờ là hơn 4 giờ chiều nha cả nhà. Thời tiết nhiệt độ hơn 40 độ C. Trời rất là oi bức nha cả nhà ơi. Wow, quá trời. Có tìm mẹ. Đó, những con diều bự trên cái nóc nhà màu trắng đó của chú anh chị. Diều bự lắm cả nhà ơi. Ghê không? Bự chà bá luôn. Đó, ở đây đó. Quá trời diều bự cả nhà. Đâu đọc coi. Lợi gần nó bự quá trời luôn nè cả nhà ơi. Phía bên tay phải mình có một cái đội thả diều, chuyên thả diều cả nhà, giống như câu lạc bộ mặc áo màu vàng nha cô chú anh chị. Nhiều cái giò rồi ghê. Đẹp chưa cả nhà ơi? Đây cho cô chú anh chị xem gần cảnh diều cá voi bự nè cả nhà ơi. Đâu? Diều bạch tuộc. Ở đâu? Không phải diều rắn đâu. Người ta rắn sợi dây á. Chạy qua bên kia ha, đứng đây. Cúc, Thảo, chạy qua bên kia đứng đây. Giờ mình sẽ quay bên kia, mình quay cho cả nhà cùng xem nhé cả nhà ơi. Đây lại một thêm con cá voi bự nữa nè cả nhà. Đẹp ghê. Phía bên kia người ta đang thả thêm một con gì lên nữa cả nhà. Đây, đội thả diều bằng áo màu vàng nha cả nhà ơi. Ở đây người ta đang chuẩn bị thả lên con rồng nè cả nhà. Phía bên tay trái cũng có mấy con bạch tuộc bự nữa nè cả nhà ơi. Quá trời nhiều bự luôn cả nhà ơi. Đâu không? Hả? Uống trà sữa hay gì? Ủa ngon, uống thì ghé vô. Hả?
đằng kia có bán không? Chờ đi đẳng đây. Thì mình sẽ kiếm quán nào mình tấp vô mình ngồi coi thấy gì nha cô chú anh chị. Đây đẹp chưa cả nhà ơi. Ở đâu? Ở đâu? Trời, người quen gõ đang đi. Đâu? Kìa, áo xanh kìa. Ê, cô chú anh chị ơi, những cánh diều rất là đẹp nha, cô chú anh chị. Ở con giọng thấp lên rồi kìa. Đâu? Kìa, giọng kìa. 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 Phía đằng sau người ta đang thả một con rồng màu đỏ nha cô chú anh chị. Đây diều cá mập bự với lại diều cô xin nha cô chú anh chị. Đây mình đi chung với ba đứa nhỏ nha cô chú anh chị. Giờ mình sẽ lại gần con rồng màu đỏ quay cho cô chú anh chị cùng xem nè. Hiện tại nó vẫn chưa được căng gió nha cô chú anh chị. Chơi chỗ nào? Hả? Đây có chờ chữa không? Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mỗi lần thả là cả chục người luôn cả nhà ơi. Đây mình đã tìm được quán trà sữa với lại cái biên chiên. Mình ngồi đây mình tránh nắng với là mình xem thả diều nha cô chú anh chị. Wow, con diều rắn dài và đẹp quá cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cá viên chiên với uống trà sữa cả nhà ơi. Uống gì tí? Ăn đi mấy đứa, ăn đi. Ăn đi Thảo. Con diều rắn nó mới xúc dây mới thấy lợi được nè cả nhà ơi. Chiều quá đầu đông trở lại nè cả nhà ơi. Còn con diều kìa. Mấy con diều này con bị dướng nữa cả nhà. Quá trời diều bự luôn, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Cái ngọn của cái con rồng dướng hay gì á. Cái gì nữa? Người con diều phụng nhỏ đẹp quá cả nhà ơi.
cả nhà thấy mặt trời đổ rực rồi, nhiệt độ giờ khoảng là 40 độ nha cả nhà. Trời cũng là nắng quá cả nhà. Với lại mình cũng đã ăn uống trà sữa với các viên viên xong rồi mình ra phía bên ngoài đó cả nhà. Mình sẽ quay ngược lại cho cả nhà xem nhé cả nhà. Đây cận cảnh những con diều rất là bự nha cả nhà. Đây là hướng phía sau mấy con diều nè cả nhà. Đường trống rồi Phúc. Phúc đường trống Phúc. Ủa đường đó đi vô lại hả? Đây một bầu trời đầy diều luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn cả nhà. Những con diều rất là bự, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Phía ngoài đây thì bà con mình tập trung cũng hơi đông nha cả nhà. Đây quay gần lại cho cả nhà xem nè. Đẹp chưa cả nhà ơi. Rồi mình xin phép kết thúc video buổi thả diều tại đây nha cả nhà ơi. Cả nhà có yêu thích video của mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt cả nhà.